Tổng công ty hàng hải Việt Nam Vinalines vừa có báo cáo tổng kết 6 tháng đầu năm 2015. Theo đó thì đến nay Vinalines còn lỗ lũy kế gần 200 tỷ đồng. Tuy nhiên dự kiến tổng công ty này sẽ có lãi vào cuối năm và tiến hành IPO vào quý 3 tới. Theo báo cáo của Vinalines thì tổng doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm đạt trên 9.300 tỷ đồng, bằng 51% kế hoạch năm. Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng công ty dự kiến lỗ 197 tỷ đồng. Tuy nhiên thì Vinalines cho rằng tổng doanh thu cả năm nay có thể đạt đến 18.500 tỷ đồng và có lãi khoảng 197 tỷ đồng. Đặc biệt sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa công ty mẹ, tổng công ty sẽ thực hiện IPO trong quý 3 năm 2015, chuyển công ty mẹ sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Và đến nay thì Vinalines đã thoái vốn tại 11 doanh nghiệp và hoàn thành cổ phần hóa đối với 5 doanh nghiệp thành viên. Tổng công ty này đặt mục tiêu tiếp tục giảm tỷ lệ vốn tại các cảng Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Sài Gòn nhằm tạo nguồn trả nợ cho công ty mua bán nợ Việt Nam.